số 1. Này tôi không hề kiếm chuyện với bạn nha, rõ ràng bạn là người kiếm chuyện nha. Thôi mà lâu. Thôi em lộn thì đánh thôi. Nếu mà bạn thích chiều đánh lộn luôn cũng được. Đúng hả? Chúc mừng bà. Lên đi. Chị mà kêu là chúc mừng hả? Ông đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Chúc mừng bà. Con mình cũng chúc mừng nội nha. Chúc mừng nội. Chúc mừng ba. Chúc mừng ba. Chuyện là súng nào chúc mừng tôi là sao? Đón xem tập 156 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 17 tháng 10 năm 2017 trên kênh HTV7.